Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Sandymac.vn. Hôm nay Sandymac sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu túi đến từ thương hiệu Gucci. Và mẫu túi ngày hôm nay có tên là Gucci Brand Leader Dream Bag GG Canvas Bell Bag. Nói về bell bag thì dòng túi bell bag có lẽ là một cái tên không cần quá xa lạ đối với những tín đồ yêu thích thời trang, cũng như là yêu thích sự dịch chuyển bởi cái sự gọn nhẹ cũng như là dễ dàng mang theo bên mình. Và trong thời gian gần đây thì dòng túi này đang được các nhãn hàng thời trang lớn tích cực lăng xê, cũng như là thay đổi diện mạo ở một tầm phong thái cao hơn. Những chiếc túi ngang hông cá tính nhanh chóng được bán cháy hàng ở các cửa hàng cũng như là trên các trang web. Và cũng không nằm ngoài xu hướng bell bag ấy thì thương hiệu Gucci cũng đã cập nhật thêm một em túi dành riêng cho các tín đồ street style mang tên là Gucci Brand Leader Dream Bag GG Canvas Bell Bag. Đây là một thiết kế mang vẻ đẹp rất riêng của Gucci và cũng như là đang rất là cuốn hút với mọi thời trang trên toàn cầu. Thoạt nhìn thì mẫu túi này sẽ mang lại cho người sử dụng một cái vẻ khỏe khoắn cũng như là năng động. Đó có lẽ là những ấn tượng ban đầu của bạn khi mà nhìn vào em túi này. Được sinh ra với đúng sứ mệnh của mình, mẫu túi mang form dáng hình hộp, khá tiện lợi và dễ dàng mang theo bên mình. Và để hòa mình cùng với tinh thần ấy thì các nhà thiết kế của Gucci đã rất là tinh tế khi mà lựa chọn một chất liệu có thể nói là đặc trưng của nhà Gucci, và đó chính là chất liệu canvas mà mọi người sẽ thường thấy ở nhiều thiết kế khác của Gucci, ví dụ như ở đây chúng ta có nón và thắt lưng cũng như là những cái mẫu túi khác của thương hiệu. Chất liệu canvas với nhiều ưu điểm, nhưng đặc trưng nhất đó chính là tính chống thấm nước tuyệt đối cũng như là độ bền màu trong quá trình sử dụng. Và đây có lẽ là sự lựa chọn tuyệt vời mà Gucci dành riêng cho những tín đồ thời trang yêu thích sự di chuyển. Nổi bật trên chất liệu canvas màu beige đó chính là họa tiết kinh điển của nhà Gucci. Mẫu họa tiết này có tên là GG Supreme Canvas. Họa tiết GG trên móng nối của những ô quả chém được dệt một cách tỉ mỉ và khéo léo, kết hợp cùng với chất liệu vải canvas thì đây có lẽ là một trong những họa tiết nhanh chóng trở thành biểu tượng xa xỉ, dễ nhận diện của thương hiệu khi xuất hiện dày đặc ở nhiều cái mẫu thiết kế khác. Nổi bật ở trên phần mặt trước của túi đó chính là phần logo của túi. Phần logo của túi được in trên một miếng da hình chữ nhật màu nâu, khá là vintage, tạo nên cho mẫu túi một cái độ hài hòa và đồng đều về màu sắc. Mẫu túi có phần dây kéo kim loại với độ bền cao, được may chắc chắn trên nền vải canvas, vô cùng sang trọng. Đặc biệt thì ở đầu khóa kéo được khắc tên thương hiệu Gucci, mang đến vẻ đẳng cấp và tinh xảo. Một điểm cộng của túi đó chính là về phần kích thước của túi. Túi có kích thước khá là chuẩn chỉnh với các số đo lần lượt là chiều dài của túi là 20cm, chiều cao của túi là 12,5cm và túi có độ rộng là 2,5cm. Với thiết kế bên trong gồm một ngăn lớn và một ngăn nhỏ để đựng thẻ, giúp bạn dễ dàng phân chia cũng như là sắp xếp được vật dụng. Mẫu túi này chắc chắn sẽ mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng bởi kích thước vừa vặn cũng như là có thể đựng được những cái vật dụng thiết yếu khi mà bạn đi ra ngoài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần dây đeo của túi. Phần dây đeo của túi là sự kết hợp tuyệt vời giữa chất liệu da bê cùng với phần dây quai chắc chắn, mang lại sự sang trọng, dễ sử dụng cũng như là tiện lợi. Và đặc biệt thì bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được độ rộng của phần quai đeo bởi nhờ vào phần khóa chuyên dụng, rất dễ sử dụng, chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Thật sự các nhãn hàng thời trang đã có công rất lớn trong việc hồi sinh một món phụ kiện từ những thập niên 90 vốn được sinh ra dành riêng cho những tín đồ đam mê dịch chuyển, biến nó trở thành mẫu túi
gây sốt toàn cầu vì tính ứng dụng cao cũng như là mang đến cho người sử dụng một phong cách trẻ trung, năng động. Và thiết kế này của nhà Gucci khá phù hợp với những set đồ thể thao, cá tính hay đặc biệt là dòng menswear. Và đó cũng chính là cách phối đồ chuẩn xác nhất đối với mẫu túi đeo hông này. Điểm đặc biệt của mẫu túi này đó chính là gam màu vintage khá phù hợp cho cả nam và nữ để có thể diện cho mình chiếc túi vạn người mê đến từ nhà mốt nước Ý. Và ngoài cách đeo hông truyền thống ra thì với mẫu túi này các bạn có thể dễ dàng đeo trước ngực hoặc đeo sau lưng để mang lại vẻ đẹp và sự năng động cho người sử dụng. Sở dĩ gọi Bebek là dòng túi unisex bởi vì mẫu túi này đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí được đặt ra ở dòng thời trang cả nam và nữ. Và đặc biệt thì đối với cánh mày râu hiện tại thì đây chắc chắn là một mẫu túi must have phải có trong tủ đồ của các anh. Mẫu túi đặc trưng với vẻ đẹp, tính tiện dụng cũng như là sự dễ dàng kết hợp với lại nhiều bộ trang phục khác nhau, dường như là một điểm sáng góp phần làm phong phú thêm những cái lựa chọn của các tín đồ yêu thời trang. Và sau đây là những gợi ý của Sentiment trong việc kết hợp mẫu túi này cùng với các món phụ kiện khác như là nón cũng như là thắt lưng. Mẫu túi này hiện tại đang có sẵn ở Sentiment. Ngoài ra thì ở Sentiment cũng có nhiều sản phẩm khác của Gucci với họa tiết kinh điển là GG Supreme Canvas. Thông tin chi tiết cũng như là hình ảnh của mẫu túi sẽ được để ở phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Sentiment.